And chicken and cheese and banana and peanut and kumkana and chocolate and kumkata kumkana. Ăn nhiều vậy? Ngồi đây, ngồi đây. Ăn lớn 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 mà cao lớn mà. Ăn cho cao lớn luôn hả? Nói chuyện mắc cười quá, nói tiếng Việt mắc cười. Nói lại đàng hoàng coi, ngồi lại đàng hoàng mắm mì nói chuyện coi. Okay. Đây là xấu. Xấu quá à. Ngoài mình nói chuyện nè. Nè, ngày mai đây làm ra làm muốn đi đâu? Off school. Tức là off school hả? Off school is 10 days. No. Hả? Off school only 4 days. And then next week then I go to school, right? Next week mà đi được không? Đây đây là that's so cute. Đây là beautiful. Nó là đẹp hay xấu? Đẹp. Đó là đẹp hả? Phải không? Phải. Đó là đẹp giống ai? Giống daddy. Đúng rồi đi. Sao vậy? Không giống mommy hả? Không. Không hả? Mommy xấu quá. Dám nói mommy xấu hả? Trời ơi.